2016 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là năm thứ 14, cuộc thi khởi nghiệp quốc gia được tổ chức với mong muốn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp cho sinh viên, thanh niên. Qua 14 năm, tới nay, mạng lưới khởi nghiệp của chương trình đã kết nối tới 100 trường đại học của 40 tỉnh thành trên cả nước. Từ gần 500 dự án của gần 1.000 thí sinh, 6 dự án xuất sắc nhất cả nước đã được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc. Đây đều là những dự án có tính khả thi cao, sẽ được cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ để biến dự án thành hiện thực và kết nối đầu tư thông qua quỹ đầu tư và vườn ươm khởi nghiệp. Hôm nay trên địa bàn thành phố Hà Nội lại liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà dân, thiêu rụi nhiều tài sản. Tuy nhiên thì rất may đã không có thiệt hại về người.